Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip thì tôi xin được dành những cái lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung, anh em Hoàng VM, anh em Vũ Trọng Hay, anh em Mr. Pixel và anh em Thành Đặng đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em hàng tháng, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh em rất nhiều. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung và anh em Phạm Văn Nhu đã donate ủng hộ cho tôi. Cảm ơn hai anh em đã rất là yêu quý, gửi tôi những cái món quà về mặt vật chất đấy, giúp tôi có thêm một bát phở, một cốc cà phê trong cái quá trình mà tôi làm việc, tôi sản xuất video phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh em thân mến, là sắp tới đây thì cũng có rất là nhiều những cái giải đấu đấy. Tôi được biết là sắp tới là cũng phải có ít nhất là hai cái giải đấu, trong đó là có một cái giải đấu của Dorodo tổ chức luôn nhân cái dịp là kỷ niệm 4 năm trò chơi đấy, phát hành trò chơi thì sẽ có một cái giải đấu của Dorodo. Không biết giải thưởng nó là bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ rất to. Và ngoài cái giải đấu kỷ niệm 4 năm trò chơi của Dorodo ra thì trong nước các anh em có tổ chức các cái giải đấu tự phát là cái dạo gần đây là nó khá nhiều. Chính vì thế là có thể là trong cái khoảng thời gian sắp tới là tôi sẽ chơi những cái line up đấy mà nó rất là thích hợp để có thể mang vào giải thi đấu của giải. Anh em cũng biết là cái những cái line up mà chơi giải ấy, đấu ở trong giải, đấu với những cái pro player, nó lại hoàn toàn nó khác những cái đội hình mà chơi leo rank đấy, kể cả rank queen thì nó cũng sẽ khác. Nó khác hoàn toàn luôn. Những cái đội hình mà anh em chơi ở trong cái lobby giải đấu ấy là những cái đội hình mà chưa chắc vào trong rank nó đã là gọi là mạnh đấy, chưa chắc đã ăn được top 1, nhưng mà vào trong giải đấu thì nó lại rất là ok, nó lại rất là dễ ở top 1. Đó, nó khác nhau là ở cái tốc độ, ở cái timing anh em ạ. Đấy, mà cái tốc độ ở trong những cái giải đấu là tốc độ rất nhanh đấy, cần những cái đội hình mà nó form sớm, cần những cái đội hình mà đánh ở level thấp đấy, hyper roll. Nó không giống như là những cái đội hình chúng ta chơi leo rank. Ở rank queen thì nó cũng sẽ là những cái đội hình ở level 10 mắc tối thượng thôi. Đấy, là mạnh nhất là ở level 10. Đấy, thì sẽ dễ dàng là ăn được top 1. Trong khi đấy thì ở trong những cái giải đấu thì khác. Trong những cái giải đấu thì cái tốc độ của trận đấu nó quá nhanh. Đấy, thường nó chỉ khoảng 30 round, 35 round hết trận đấu rồi. Thế nên là sẽ không form được những cái đội hình ở level 10, không form được những cái đội hình siêu lết. Thường người ta sẽ chọn những cái đội hình mà đánh sớm thôi nhá anh em nhá. Thì tôi cũng sẽ là cố gắng là làm thế nào để có thể là chơi những cái đội hình mà giải đấu đấy, mang vào giải đấu ok để cho anh em tham khảo trong cái khoảng thời gian sắp tới. Anh em nào có nhu cầu thi đấu giải thì có thể tham khảo kênh của tôi. Tôi đảm bảo với anh em luôn là nó cực kỳ uy tín. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái đội hình mà tôi đưa lên trên video, up lên video để cho các anh em tham khảo ấy, chính là do tôi thực nghiệm đấy, tôi trải nghiệm trong cái clan của tôi đấy, trong cái lobby GTD. Nên là anh em cứ yên tâm về cái độ uy tín nha anh em nhá. Cái tốc độ ở trong clan GTD đánh ấy thì nó cũng không khác gì tốc độ ở trong các cái giải đấu đâu đấy, mà theo tôi nó còn hơn đấy. Bởi vì clan của tôi mà đấy, clan của tôi thì tôi có quyền bốc phát thôi. Đấy, nhưng mà anh em yên tâm, uy tín đấy nhá. Hôm nay chơi một cái đội hình mà anh em xem xong anh em mang vào giải thì đảm bảo uy tín luôn. Tất nhiên là tôi có rất nhiều đội hình. Đấy, tôi có rất nhiều đội hình, nhưng mà để xem là bài nó cho cái gì thì chúng ta có thể chơi cái bộ đấy cũng được. Đấy, như đây là hiện tại là tôi đang cảm nhận đấy là có cái sự gì đấy mà nó khá là beat. Bây giờ cho 3 con beat rồi này. Beat thì có thể là beat đấy, hoặc là có thể là feather anh em nhá. Feather nó cũng gọi là rất là hay. Sách giáo khoa thì có sẵn rồi. Đấy, chỉ việc là bài nó ra như nào thì tôi sẽ chơi như thế thôi. Đấy, chơi nó có kịch bản đấy anh em hiểu không? Tức là bây giờ ra thêm con, ví dụ lổ phát ra hai con cây chẳng hạn thì feather thôi anh em. Đấy, hoặc là tự nhiên lại phong vũ phong viết các thứ thì 9 feather thẳng tiến nhá anh em nhá. Đấy, Shadow Killer cũng có thể chơi ở 9 feather. Co được ở trong giải. Beat thì cũng được á, beat. Chơi beat thì nói chung ấy là vào giải thì không nên chơi mấy cái kiểu beat Glacier, beat Assassin, mấy cái bộ đấy vào giải đánh nó hơi khó. Beat nếu mà vào giải đánh beat thần giáo, đó là một trong những cái lineup mà tôi nghĩ là
Vào giải đánh rất hay, rất là ổn định. Đầu game có vẻ không suôn sẻ lắm nha anh em nhỉ. Đang phải đánh chữ thua đấy. Có nên chơi beat không nhỉ? Bây giờ ra con ba con beat này rồi chúng ta chốt beat nhá. Được không? Để tôi pick thêm mấy con giải cá vào xem là có chơi nổi không. Thực ra tôi cũng lúc đầu tôi cũng không hướng đến beat. Tôi muốn giới thiệu cho anh em cái lineup Feather. Đấy. Lineup Feather là một trong những lineup mà tôi cũng không hiểu sao đánh rank thì rất ít người chơi nhưng mà vào giải thì nó cực kỳ hay luôn. Hay lắm anh em ạ. Anh em có thể xem một vài giải đấu gần đây. Đấy. Có cái giải gì gần đây này, Tùng Cháy cầm 9 Feather đánh hết, đấm hết. Đấy, sau đó anh em có thể xem là có cả ngoài Tùng Cháy ra là có mẹ bé Pi ấy cũng chơi cái bộ đấy. Thì tôi đánh giá là cái bộ 9 Feather vào giải là nó cực kỳ ngon đấy. Anh em ạ. Cái meta này nhá, sau update cái bọn 9 Hunter nó giảm cái nó gọi là phần trăm đánh trúng. Thì rõ ràng là 9 Feather nó rất ngon, nó không quá sợ 9 Hunter. Đấy. 9 Feather thì không quá sợ 9 Hunter. Còn với cái bộ mết nhá. Cái bộ bộ nói chung là gặp 9 mết ấy. Thì nói là khắc tinh của 9 Feather thì cũng đúng. Đấy, nhưng mà có một cái vấn đề là như này, 9 mết ấy vào giải liệu rằng có thể có người chơi không? Không dễ đâu anh em, bởi vì vào giải nó sẽ là Saman, nó sẽ rất là nhiều Saman. Đấy, nên là việc mà chọn một cái lineup là 9 mét thì rất dễ là xuống hố. Saman nhiều lắm anh em ạ. Rồi thì Clyde rất nhiều. 9 mét không ăn nổi hai bộ đấy đâu. Đấy, không sống thọ đâu để mà chơi đâu. Trong khi đấy nếu mà chơi 9 Feather thì gần như là không sợ beat này, không sợ Clyde. Đấy, không sợ Clyde, không sợ beat, không sợ Saman luôn. Chỉ sợ Hunter thôi. Hunter có người chơi nhưng mà vấn đề là Hunter nó bị giảm cái sức mạnh bắn trúng. Thế nên là cái việc mà sợ Hunter cũng không quá sợ. Đó, và cũng chưa chắc là đã có nhiều nhà chơi Hunter đâu. Ở trong giải đấu thì tôi nghĩ là chơi beat và chơi Saman là nhiều. Nên là tôi đánh giá là bộ 9 Feather vẫn ngon hơn. Nhưng mà tôi sẽ lựa nha anh em nhé. Để xem hôm nay có chơi được 9 Feather không. Nói chung là phải ra được co. Ra được co để chơi. Rồi, chúng ta có cái chiến thắng đầu tiên ạ. Vãi đái thật. Tôi không đánh Echo. Tôi không có đánh Echo đâu anh em ạ. Chỉ là quan trọng là có bài vào để tẩn thôi. Ba human cái này. Ba con 2 sao nói chung là tạm ổn. Nên là tôi đánh bình thường thôi. Up cấp đúng level anh em nhá. Tức là chúng ta sẽ lên level 6 ở round 9 đấy. Đấy mà round 12 thì có thể lên 11 luôn. Trận này nếu mà không ra beat thì có thể chuyển sang Greater nha anh em nhá. Tôi vẫn đang giữ những cái con ở Greater ở đây. Gặp ngay thằng Eco trắng này. Ui đẩy cho 9 máu luôn. Đó những cái bộ mà tôi đang vừa nói là những cái lineup mà có thể chơi được ở trong giải. Tuy nhiên anh em chơi Greater thì anh em cũng phải hết sức cẩn thận. Greater nó không quá ngon đâu ở trong cái meta mới đó, bởi vì làm sao anh em nghĩ là Greater là ngon nhưng mà thực ra là không ngon lắm, bởi vì thế này này, bây giờ cái tướng ở trong cái có sẵn ấy, cái kho ấy nó quá nhiều đấy, nên cái việc hyper roll ở level thấp để kiếm co 2 đô ấy nó khá là khó. Anh em cứ tin ở tôi, roll nó khó lắm, nó không dễ như ngày xưa đâu. Ngày trước ấy là ở trong cái kho tướng sẵn ấy nó có ít cái con 2 đô hơn. Nó bỏ những cái con tướng 1 đô 2 đô ra ngoài nhiều. Nên là chúng ta mới roll nó dễ, nó hyper roll ở level thấp nó dễ. Đấy, chứ còn bây giờ thì khó lắm. Bây giờ mà chơi hyper roll là cẩn thận là cũng là sùng hố đấy. Đấy, hyper roll thì thường là chơi những cái bộ mà Druid nó rất là dễ hyper roll. Bởi vì nó chỉ cần ít con thôi, nó cần 4 con nó lên được 3 sao rồi. Đấy, ví dụ như là bộ có thể tính đến là bộ Beat này chẳng hạn này, Beat thần giáo co là con cây Whisperseer rất ok nhá. Cái bộ thứ hai nó chính là bộ Saman kẹp với cả Fallen Witcher. Đấy, vào trong giải đấu vẫn ok, bởi vì làm sao, bởi vì Druid rất là dễ lên 3 sao. Đấy, Hyper Roll ở level thấp, level 7 là chơi được rồi. Đấy, form 7 level 7. Đó là những cái đội hình mà form 7 level 7. Cái bộ thần giáo thế, Whisperseer kẹp với cả 6 bit ở level 7 là chơi được rồi. Đấy, hay bộ 9 Feather cũng thế, 9 Feather chỉ cần chơi ở level 6 thôi nhá. Nếu mà đúng là nó chỉ cần chơi ở level 6 nhưng mà thôi cứ cho lên 7. Đấy, thêm được một con.
Còn đúng là level 6 là có thể chơi được rồi. Có thêm Grim vào là 3 con Feather là được. 3 con Wizard, 3 con Feather là kích hoạt được rồi. Rồi, cái đồ như này thì tôi chốt cái giáp trước đã anh em ạ. Giáp thép đã anh em nhá. Đồ này chốt cái giáp thép đã này. Đấy, còn những cái món đồ kia thì từ từ đã. Tạm thời như này đã. Tôi thì nói chung ấy là đồ thì tôi cũng cố gắng là tôi chốt sớm thôi, chứ còn để muộn đánh nó yếu anh em ạ. Bây giờ mình đã chấp nhận là mình chơi đâu là kiểu là đánh giữ máu ấy, đánh bổ củi ấy. Mà nếu mà không chốt đồ thì tức là không giữ máu được. Đấy. Cố gắng chốt đồ sớm những cái món đồ ấy mà chắc chắn là cái đội hình nào cũng sẽ phải là cần thì chốt thôi. Cái giáp thép là một trong những cái món đồ đấy. Anh em chơi Hunter, anh em cũng phải có giáp thép. Anh em chơi Beat, anh em cũng phải có giáp thép. Mà anh em chơi Warrior, anh em lại càng phải có giáp thép. Đây, toàn những cái đội hình cần cái giáp thép. Thế thì chúng ta có thể chốt từ đầu rồi. Nhá anh em nhá. Đấy, chơi 9 Feather thì cũng cần giáp thép. Cái 9 Feather nó có cái giáp thép nó rất là hay luôn. Những cái bóng nó hiện ra nhá là nó cũng được hưởng cái hiệu ứng của giáp thép. Đấy, còn cái chơi Shaman thì sao? Shaman thì lại càng phải có giáp thép. Những cái con Shaman nó không được hưởng bất cứ một cái hiệu ứng gì cả của hệ tộc. Tuy nhiên là cái giáp thép đấy, nó lại bắp giáp cho cái bọn Shaman nó hiện ra. Quá tuyệt vời. Món đồ mà nói chung là quốc dân không thể thiếu bất cứ một cái line up nào. Đấy. Rất hay đúng không? Nói chung là tôi thấy là giáp thép là cái món đồ mà bất cứ line up nào là cũng lên là ghép. Rất mạnh. Giai đoạn đầu game mà có giáp thép thì phải nói là cực kỳ khỏe. Bây giờ là tôi thấy là những cái người mà chơi mết họ ghép giáp thép chứ họ cũng chả có giáp băng, giáp biển gì đâu anh em ạ. À, giáp thép và phang thôi. Xong rồi tụm hết vào giữa bắn trưởng cho nó khỏe. Anh em cứ để ý mà xem. Kể cả các mấy cái video gần đây tôi chơi mết ấy. Tôi chơi mết tôi cũng ghép giáp thép, tôi để tụm ở giữa mà. Ui thật chết rồi anh em ơi. Thế này là beat thần giáo ở đây này. Beat rồi anh em ạ. Cho con này thì đúng rồi đấy. Chỉ còn một con nữa thôi. Là 3 sao rồi đúng không? Ôi thế thì tôi phải khẳng định với anh em luôn, nó chính xác đó là beat thần giáo. Ok nhá, hôm nay chúng ta sẽ làm cái bộ beat thần giáo, một trong những cái lineup mà sự lựa chọn số 1 cho giải đấu. Vào trong các cái giải đấu thì anh em sẽ không có nhiều sự lựa chọn đâu anh em ạ. Chỉ chơi những cái bộ mà đánh level thấp thôi. Đấy. Những cái bộ như là bộ 6 đỏ ấy là những cái bộ mà anh em phải hết sức cân nhắc khi mà chơi nhá. Đây rồi anh em, đúng thật luôn, beat rồi anh em ơi. Đây nó chính là cái chốt của tôi. Cái ra ngoài ra con gấu thì chính thức là chúng ta sẽ chơi beat nha anh em nhá. Vậy là chúng ta chỉ còn là con sâu và một con cáo hoặc là con giải cá thôi là chúng ta đủ bộ. Thôi bộ này luôn ở 7 thôi nhá anh em nhá. Đấy, tôi sẽ đánh trong một cái trận đấu ở rank queen và chơi cái bộ beat thần giáo để xem là sức mạnh của nó thế nào nha anh em nhá. Còn vào giải đấu chắc chắn là nó sẽ gắt hơn rất nhiều. Cái tốc độ trận đấu nó sẽ đẩy lên rất nhiều. Chỉ sau ra 15 thôi là bắt đầu là đã có cái nhà là hấp hối rồi. Đấy, còn vào rank thì thực ra là rank queen thì bây giờ nó còn nhẹ nhàng thôi. Để mà đánh giá vào rank queen ấy mà so với cả giải đấu thì nó còn nói chung là còn xa một trời một vực anh em ạ. Thế nên là anh em có thể là anh em luyện ở trong rank queen hoặc là anh em có thể rủ bạn bè vào lobby sau đó thử đánh ở những cái trận đấu mà có nhiều những cái bộ mà nó form bài sớm thì anh em sẽ thấy là cái tốc độ trận đấu đẩy lên rất nhanh, khiến cho chúng ta nói chung là nếu mà leo rank ấy mà chơi quen ở rank ấy vào trong lobby bị ngợp luôn. Đấy, ví dụ như là quen chơi leo rank là chơi đỏ, 6 đỏ ấy. Chơi 6 đỏ nhá. Như hôm trước tôi có nói là 6 đỏ rồng mập được bắp ấy, nhưng mà chưa chắc vào giải đã ngon đâu anh em ơi. Vào giải vớ vẩn là chết sớm ấy. Cái bộ mà chơi level 9 rất khó, khó chơi. Trong khi cái bộ này nó chơi level rất thấp và đẻ thì cực kỳ kinh khủng. Đẩy có khi là ra 30 là đi hết rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy con gấu xin ấy nó có cái tác dụng gì không? Nó chả có cái tác dụng gì khi mà đấu với cả cái bộ này. Có một cái giáp thép rồi thì vô tư. Tôi cứ tụm ở giữa này thôi. Tao này tranh thủ kiếm tí sách nha anh em nhé. Tất nhiên là kiếm sách thì để tí nữa tôi up lên, chứ còn bây giờ tôi cũng sẽ không up đâu. Tôi sẽ cố gắng tôi roll con cây 3 sao tôi đẩy cho nó nhiệt đã. Đấy, tôi roll 6 bit đã.
Anh em thấy là cái bộ này nó form rất nhanh. Chỉ sau cái round 15 thôi là chúng ta có thể là sẽ đủ 6 bit rồi. Thậm chí là ở round 11 nha anh em nhá, nếu mà anh em hên. Round 11 đã đủ 6 bit rồi. Kẹp thêm một con cây 2 sao nữa thì nó đẩy thì ối rồi ôi. Cái trận này là tôi còn ra cây nó còn bị muộn đấy, chả qua cái dấu hiệu nên là tôi chơi thôi. Trận này là có cái dấu hiệu là ra bít, là có con gấu này, gấu bố này và ra con Whispersia là ra ba con. Đấy, thì chúng ta đánh thần giáo là tuyệt vời luôn. Còn nếu mà không ra thì có thể là tôi vẫn có thể là đá sang một chút sang Feather vẫn ok nha anh em nhá. đây rồi, chính xác. Tuyệt vời. Ok, đây rồi. Đây là những cái món đồ mà anh em sẽ chơi ở trong cái bộ thần giáo anh em nhá. Anh em ghép y như tôi. Ok. Rồi, bình tĩnh. Không đi đâu mà vội, chúng ta sẽ chơi ở level 7. Nếu mà anh em đẩy lên ấy thì cái tốc độ trận đấu nó sẽ bị chậm đi. Anh em cứ roll ở level 7 cho tôi. Rồi, roll thôi. Tốc độ, đây rồi, một con nữa thôi. Một con sâu hoặc một con rái cá là chúng ta đã có thể bắt đầu đi đẩy rồi. Rồi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Dừng lại ở 7 roll. Đấy, mà khi mà chúng ta lên 8 chúng ta làm gì còn tiền mà roll, đúng không? Mất bố là 32 tiền rồi. Mất 32 tiền là lúc đấy còn có một tí tiền thì lại phải tích tiền đến 50 tiền roll. Lâu lắm anh em. Đấy, nên là dừng lại ở 7, chơi bộ này chơi 7 thôi anh em ạ. Đấy, trận này có 9 warrior này. Ui, Doom 2 ấy hả? Doom 2 luôn ấy hả? Ghê vậy. Nhưng mà chưa chắc đã thua. Chưa chắc tôi đã thua đâu. Doom 2 chưa chắc đã là ngon. Đấy, beat thần giáo này anh em thấy là gọi đệ liên tục luôn. Đấm làm sao được hết những cái con đệ ở đây. Không có đam để giải quyết được những cái con đệ này. Mặc dù là bài vua cũng to đấy. Lên được con Doom làm co lên 2 sao rồi thì full 2 sao như thế kia. Nhưng mà không ăn thua anh em ơi. Không thể nào có thể là đẩy được cái bọn này. Bọn này nó cực kỳ kinh khủng. Khủng khiếp luôn đấy anh em ạ. Rồi luôn tiếp nha anh em nha. Đây rồi, úi dồi ôi, thế thì chết. Thế thì các bạn chết với tôi. Từ từ tôi roll tiếp. Sâu này. Roll tiếp. Ok. Roll tiếp, đây rồi, hay quá. Đây nó gọi là mắc đẩy đấy anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đủ rồi nhá anh em nhá. Rồi, để xem các cậu chịu ở nhiệt không. Cái đội hình này nhá, chơi vào lobby, chơi giải đấu thì nó ok. Nhưng mà trong rank ấy thì nó vẫn là ok đấy anh em nhá. Trong rank ấy, nếu mà anh em chơi đội hình này thì anh em đẩy nó cực kỳ khét luôn. Đây rồi, ui dồi ôi, cáo 2 luôn này. Đấy. Thế thì xem nào. Lên như này nhở, lên 8 luôn nhở. Lắp thêm mấy con dơ sọc vào, đẻ cho nó nhiều. Thôi con giải cá tôi bán đi thôi. Đấy, cáo lên được 2 sao rồi. Thì nó chơi sâu thôi chứ còn không chơi giải cá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Trận đấu này tôi nghĩ là sẽ kết thúc trước ra 30 đấy. Theo tôi cái dự đoán. Với cái tốc độ trận đấu mà tôi đẩy lên như thế này, rất nhanh luôn. Lên level 8 mà tôi kẹp vào con dơ so này thì nói chung ấy là mỗi round thì cứ 20 máu thôi. Anh em cứ tin tôi, mỗi round chắc chắn là phải 20 máu. Đây nó cũng là bộ siêu đẻ nha anh em nhá. Siêu đẻ thần giáo. Chơi mết này. Ra được máy bay rồi này. Nhưng mà anh em thấy cái bộ này nó vãi cứt không? Thậm chí là tôi bây giờ nhá, tôi còn đứng tung vào cho bọn mết nó tung trưởng luôn. Nhưng mà đây, anh em thấy không? Khỏe không? Khỏe lắm anh em ạ. Anh em thấy cái pha vừa rồi tôi còn đứng tung hết vào một chỗ để cho cái bọn mết ấy nó tung trưởng vào cho nó dễ hơn. Đấy, nhưng mà rồi có ăn thua ở đâu? Anh em thấy không? Bởi vì làm sao? Bởi vì là đấy, có hiệu ứng giáp thép các thứ nó bảo kê kinh lắm anh em ạ. Tung trưởng thì nó cũng không thể chết được cái con 3 sao đâu. 3 sao này thì còn rất nhiều đồ mới có thể giết chết được. Nó đứng nó đẻ ra thì thôi rồi luôn. Cái giai đoạn mà trước khi cái bọn đấy nó mạnh ấy thì chúng ta là trùm anh em ạ. Mấy cái bọn kia còn lâu rồi mới mạnh. Mấy cái line up mạnh ở late game thì cái giai đoạn này còn lâu mới có cửa.
Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai đây? Tôi nghĩ là bây giờ bất cứ ông nào gặp tôi đều sẽ phải mất rất nhiều máu. Đấy. Ui dồi ôi, cái nạn nhân này thì có vẻ là mất nhiều máu lắm đây này. Chơi Hyperon ở level 6, chơi Glacier ấy hả? Ui dồi ôi. Căng 19 máu. Sau cái round 20 bắt đầu những cái nhà kia nó sẽ có những cái đội hình mà có thể là sẽ chống chịu được một chút. Và tôi nghĩ là cũng không ăn thua đâu. Tầm này bây giờ là đẩy cực kỳ khét cho đến round 25 nha anh em nhá. Phải sau round 25 mới có những cái nhà họ mới có thể chịu nổi. Bây giờ chỉ có cái nhà này thôi. Cái nhà của Don Ad này này là có thể là chịu được đấy. Cái nhà này cũng 6 bit và có ngộ không. Thì nó con ngộ không này là có vai trò là có thể là giải tán đám đông thì cũng được. Cũng chưa biết nha anh em nhá. Nó cũng đang có chuỗi này. Don Ad cũng đang có chuỗi này. Bộ thần giáo này thì nói chung là tôi thường là tôi hay là ở level 8 là tôi sẽ kẹp con dơ so vào để đẩy nó nhanh. Chứ là tôi sẽ không kẹp con berserker, nhưng mà anh em có thể kẹp con berserker được nhá. Nhiều người chơi là họ sẽ kẹp berserker ở level 8 và level 9 họ sẽ kẹp thêm là Glacier Warlock là con doctor đấy. Họ sẽ kẹp ở level 9 là con doctor nhá anh em nhá. Rồi tôi sẽ ghép cái ngọc giảm hồi chiêu cho Whippersia luôn. Tôi là tôi chơi cái bộ beat này là tôi chơi co là Whippersia luôn, chứ còn tôi cũng không chuyển co nữa. Đấy, nên tôi sẽ lấy những cái món đồ cho con Whippersia. Gồm có là cái gì? Có giáp thép này, có ngọc giảm hồi chiêu này, găng tay Kira và cái món đồ trấn phái của nó chính là cái quả trứng. Đó. Nên tôi không có chuyển sang cái layout khác nha anh em nhá. Tôi là tôi chơi luôn cái layout này luôn, vào giải cũng thế thôi. Tôi chơi bộ này luôn. Đỡ phải lằng nhằng chuyển co cái thứ vào đồ nó kiểu nó lỡ cỡ ấy. Đấy, chơi con Whippersia này cũng rất mạnh chứ không yếu đâu. Có những trận đấu mà tôi đã solo với cả Beat có Sailing Assassin tôi vẫn đấm được bình thường. Sailing Assassin có đồ ấy nhá, tôi vẫn đấm bình thường luôn bởi vì tôi cũng có đồ. Tôi có những cái món đồ trấn phái cho cái con này tôi cũng không sợ. Khỏe lắm anh em ạ. Bây giờ tôi chưa có đồ trấn phái thôi, nhưng mà nếu mà tôi có một quả trứng ấy thì chắc chắn là cái con này nó đánh solo luôn ấy. Đứng solo luôn với cả mấy cái con co 5 đô vẫn ok. Khỏe lắm. Tôi đã từng có một cái clip như thế rồi, nhưng mà tôi chơi bộ 9 feather. Anh em nhớ không? Chơi 9 feather dồn đồ cho cây và cũng có cái quả trứng. Ok. Đó. Lên 9 thì thực ra là bây giờ chưa có cái gì cho vào. Nếu mà có ấy thì có thể là kẹp thêm Warlock. Warlock này 1 sao. Lên 9 kẹp thêm món con Warlock hay là kẹp một con ấy nhờ. Con ảo ảnh nhờ. Kẹp ảo ảnh này dí một con vào trong cái lỗ thì cũng ngon. Đấy. Ui thằng này roll được súng 3 này. Hyperon Glacier súng anh em ạ. Nhưng mà round này chắc đi rồi gì nữa. 17 máu tôi nghĩ là đi rồi. Anh em ơi, cái tầm này round này thì chắc chắn là đi rồi. Khó. Quá đen. Này không biết phải YouTuber làm content không nhỉ? Bây giờ cho con nào ảnh này vào đây này thì sẽ bắt được một con ở trong cái lô. Đấy. Có một cái hay ở cái con ảo ảnh là khi mà anh em có con ảo ảnh ấy, anh em cho vào trong đội hình ấy thì cái không con này ngon hơn. Nhưng mà tôi đang nói dở. Cái con ảo ảnh khi mà anh em cho vào đội hình nó sẽ cố định cái đội hình. Anh em để ở xung quanh cái bọn beat này. Thì thứ nhất là sẽ kéo một con vào trong cái lỗ và sẽ dí con đấy chết luôn. Cái thứ hai là cái đội hình của anh em nó sẽ cố định. Nó sẽ không bị di chuyển. Cái đấy là cái hay. Khi mà cái đội hình nó cố định ấy thì nó sẽ được bảo vệ bởi cái giáp thép. Anh em hiểu không? Chứ còn nếu mà anh em di chuyển, nếu mà không đổi đây là như thế này là nó sẽ bị di chuyển. Đội hình di chuyển ra ngoài cái giáp thép thì những cái con ở ngoài giáp thép nó sẽ không được hưởng cái hiệu ứng. Anh em nhìn này, tôi đẩy này, thấy không? Tôi nói rồi. Thực ra ấy, cái bộ mà Glacier kẹp với cả Beat ấy không mạnh bằng bộ thần giáo đâu anh em ạ. Đấy, anh em vừa gặp nó chính là bộ Glacier kẹp Beat á. Không mạnh bằng thần giáo này, rẩy kinh hơn nhiều. Chơi giải đấu cực kỳ kinh khủng. Mà chơi không phải giải đấu tôi đã thấy là nó kinh khủng rồi.
Đây là một cái trận đấu rank nhá, ở mức rank cao. Cụ thể ở mức rank queen, nhưng mà anh em thấy đẩy rất là kinh khủng luôn. Rất mạnh luôn đấy. Nếu mà anh em kẹp nhá, là một con khống chế ví dụ Tsunami hoặc là Siren này, hoặc là Phượng Hoàng này ở level 9, và anh em có một con Zerg ở level 8, thì cái tốc độ trận đấu nó vừa đẩy nhanh mà sức mạnh của anh em nó cũng cực kỳ khủng khiếp. Khủng khiếp lắm anh em ạ. Cái con Zerg nhá, nó vừa là cho cái con Whisperseer nó đẻ nhanh, mà nó cũng vừa cho con sâu luôn. Đấy, một phát là hai con đẻ siêu đẻ luôn. Ngoài ra thì cũng giúp cho tăng mana nhanh để có thể hồi máu sớm. Đến được vị trí của Unicorn. Anh em nhìn này, cái bộ 9 Warrior nhá. Bình thường bộ beat mà chơi Assassin, chơi cáo ấy, rất sợ cái bộ này, rất sợ bộ 9 War. Nhưng mà chơi cái bộ thần giáo này không hề sợ. Anh em thấy không? Ui dồi ôi, anh em nhìn này, 9 Warrior đấm nó như con luôn. Đẩy nhiều máu luôn. 21 máu. Quá căng luôn. Beat thần giáo không sợ Warrior. Tất cả các thể loại beat Glacier, beat Assassin đều rất sợ 9 Warrior. Nhưng cái bộ beat thần giáo này thì nó lại không sợ Warrior. Tức là thiên địch là không sợ rồi. Đấy, cái bộ thần giáo này anh em biết sợ nhất là cái bộ gì không? Nó chỉ sợ 9m thôi anh em ạ. Bộ này sợ nhất là bộ 9m. Còn những cái bộ khác không sợ anh em nhá. Ui, cái thằng này nó chơi beat, nó ra được 6 beat cũng không hai này. Vãi đái. Ngộ không hai kiếm hồn sai linh assassin. Ui, căng đấy. Nhưng mà tôi nói là căng nhưng mà chưa chắc gặp tôi đã ăn đâu anh em ạ. Thôi rồi, găng Takeda. Ok, chúng ta trận này không có trứng rồi anh em ạ. Găng Takeda để đưa cái con này nó lên một cái tầm cao mới này, sức mạnh mới này. Rồi, đẩy lên 10 thôi anh em. Đẩy lên 10 cho Kira vào đó. Ok. Thậm chí là nếu mà chơi về mết nhá, chúng ta có thể kẹp cá vào cũng được. Đấy, khi mà anh em lên được level 9 thì anh em có thể kẹp hai cá. Nhưng mà sẽ không có Kira. Thôi, không cần đâu, Sacralancer chẳng cần. Bởi vì làm sao, bởi vì tôi lên được 10 rồi, tôi kẹp được cá rồi. Nói chung là nếu mà anh em lên được 10 thì cái bộ này nó cũng không sợ mết. Mà nếu mà sợ thì chỉ sợ 9m thôi. Nhưng mà 9m ấy, cái vấn đề là 9m thì vào giải không ai chơi đâu. Khó lắm anh em ạ. Khó chơi lắm. Vào giải người ta chơi Saman hoặc là Saman mết thì rõ ràng 9m vào nó là khác gì tự sát đâu. Chơi 9m không khác gì tự sát cả. Nên anh em nhá. Ui, anh em nhìn tôi đẩy cái bộ mết kìa. Vãi cứt luôn, là chơi mết đấy. 32 máu dành cho cái bộ mết luôn. Mặc dù là hiện tại là tôi vẫn chưa có kẹp Marine đâu. Chưa có Marine, Marine gì đâu. Nhưng mà đấy, anh em thấy mạnh chưa? Mạnh lắm anh em ơi. Tôi thậm chí tôi còn vẫn đang muốn là kẹp cái con Zerg vào đấy. Tôi cũng chưa muốn bỏ con Zerg ra luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì hồi máu sớm này. Đấy, Tsunami tung trưởng, stun sớm này. Nó nhiều lợi thế lắm anh em ạ. Úi dồi ôi, linh hồn ánh sáng luôn này. Quá tuyệt vời. Đấy, kẹp vào thì bây giờ lại Tsunami lại combo. Hay quá đi mất thôi. Thế thì thôi, giải tán thôi còn gì nữa. Đây rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Vô địch với 85 máu rồi anh em ạ. Như này thì không có thằng nào nó có cái cửa nào ăn được tôi đâu. Mắc binh rồi đấy. Đấy, đội hình như này đi. Còn cái thằng nào có cái cửa nó cắt được cái chuỗi 15 cộng của tôi nữa. Không có thằng nào hết anh em nhá. Quá mạnh rồi. Đội hình đánh ở level 10. Thằng này không có cửa anh em ơi, ngộ 02 chấp luôn. Ngộ 02 sai linh rồi thì kiếm một kiếm nước đâu, vào đây hết đi. Tsu này, Tsu lại. Tsu này, thấy chưa? Bay màu luôn. Bay màu luôn anh em ơi. Ui dồi ôi, nhìn nó đẩy kìa. Cũng là beat nhưng có beat zip zip zap đấy anh em. Quá căng luôn. Ui đây rồi, chấn phái đi rồi. Ui dồi ôi. Tự nhiên lại ra cái món đồ chấn phái cuối game anh em ạ. Quá tuyệt vời. Rồi, tôi sẽ không ghép cái RO đâu. Tôi để đấy cho cái con này nó giảm hồi chiêu, đẩy nhiều hơn. Cái RO làm gì đâu. Hay quá anh em ạ. Cái trận đấu nó nhanh một cách gọi là kỳ cục luôn.
Đi hết rồi anh em ơi, beat đi hết rồi, beat đi hết rồi. Khỏe không? Quá khỏe anh em ạ. Nói chung là cái tầm này bây giờ chơi beat thần giáo nó là cái sự lựa chọn số 1 đấy cho giải đấu đấy. Quá dễ chơi luôn. Co thì 3 sao sớm, co 3 sao. Ở level 7 roll 3 sao thì tôi nghĩ là tầm ra 19 là lên được 3 sao thôi. Nếu mà anh em đen lắm rồi thì ra 19 mới lên được đấy. Còn nếu mà hên hơn thì có khi ra 11 là lên được 3 sao rồi. Ra 11 lên được Whispersia 3 sao thì thôi. Chủ định mua Whispersia từ đầu thì anh em yên tâm nhá. Khoảng ra 11, 12 là lên được 3 sao là nó cũng là dễ rồi. Anh em thấy không? Úi dồi ôi, anh em nhìn này, tôi đẩy phát hai thằng đi luôn không? Không. Trời ơi, căng, căng quá anh em ạ. Nó phải nói là thực sự là rất là căng luôn. Ô ô, thôi chết thôi, chết, mua sớm quá. Đây, từ từ, đây, rồi. Đấy quá anh em ơi. Rồi, luôn nốt. Chén cuối anh em ạ. Thôi được rồi, thế là mắc binh rồi. Full 2 sao, còn Tsunami thì tí nữa tôi sẽ để cái quả trứng ấy đập. Xong hả? Quá kinh khủng anh em ạ. Thật. Thậm chí trận đấu nó còn không đến round 30 luôn. Ghê đấy. À, 9 Warrior kẹp với ngộ không à. Để đánh beat cho nó khỏe à. Để xem nhá, xem là liệu rằng có cái cửa ăn được cái chuỗi 17 cộng này của tôi không. Khó. Trông đã thấy khó rồi. À, ngộ không có BKB. Nhưng mà làm sao, bây giờ làm sao. Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Đánh đến bao giờ mới hết được những cái con này. Ôi, nhìn nó đẩy kìa. Đẻ thì đẻ liên tục luôn ấy. Đập không kịp luôn ấy. Ui dồi, 8 máu thì đi rồi. Không có cửa đâu anh em ơi. Khỏe quá đi mất thôi. Thật, cái bộ này leo rank nó cũng khỏe cơ. Chứ đừng có nói là vào giải đấu. Đúng là một trong những cái sự lựa chọn số 1 đấy anh em ạ. Một nha anh em nhá. Hôm nay sẽ là cái clip đầu tiên. Và các clip tiếp theo tôi sẽ cố gắng là truyền tải những cái line up mà có thể là vào giải đấu. Chúng ta có thể lựa chọn. Ok nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like, chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Hôm qua nó là một cái siêu phẩm anh em ạ. Nếu mà anh em chưa xem nhá anh em nhá. Đa vũ trụ song song. Tôi gặp chính tôi ở trong game. Gặp chính Tuấn Cơm ở trong game mà. Nếu anh em chưa xem anh em có thể chọn clip bên trái. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Đó cũng là một trong những cái sự lựa chọn số 1 trong những cái giải đấu sắp tới anh em nhá. Đội hình rất hay đấy. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.